Thưa quý vị, bạn hy vọng câu chuyện của trái vũ sữa ở miền Tây sẽ là niềm cảm hứng cho hướng đi bền vững của các loại nông sản hàng hóa khác. Và mục tiêu 6,5 tỷ đô la Mỹ cho ngành rau quả trong năm mới 2024 sớm trở thành hiện thực. Ngay từ đầu năm 2024, Việt Nam đã có 6 tấn xoài tượng xanh được xuất sang thị trường Mỹ và Australia. Hàng chục nghìn hecta dừa đang được nông dân trồng theo hướng hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp để vừa đáp ứng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, vừa đón đầu cơ hội từ thị trường chính ngạch Trung Quốc. Cùng với bán trái tươi, các loại củ quả chế biến sâu cũng đang được xác định là sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành hàng rau quả có đủ tiềm năng để đạt kỷ lục mới là 6,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.